mến chào các bạn hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ xoay sở và xoay sở trước hết xoay sở xoay trong từ xoay chuyển xoay quanh xoay qua xoay lại sở là đồng từ có nghĩa là gỡ ra làm bung ra gỡ rối như vậy xoay sở có nghĩa là xoay qua xoay lại để tìm phương án gỡ rối bằng mọi cách để giải quyết một vấn đề khó khăn thí dụ xoay sở tiền nong để đóng học phí cho con anh ta phải xoay sở đủ nghề để sinh sống ông ấy mà từ chối nữa thì hết đường xoay sở thứ hai xoay sở từ này không có nghĩa là biết sai chính tả nguyên nhân là phát âm không chuẩn hoặc chỉ nghe mà không nhìn vào mặt chữ thường xuyên thế nên xoay sở mới là từ đúng các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ hàm xúc và hàm xúc mến chào tạm biệt các bạn